xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là WonkR đây các bạn ơi. Và trong video lần này mình đã có xem được một cái update clip của admin các bạn à. Thì nghe nói rằng là ở phiên bản update từ ngày mai thì nó sẽ ra được một cái con unit rất là xịn luôn các bạn. Và hôm nay thì mình quyết định nha các bạn, cầm nguyên gia đình laser luôn các bạn. Thì cái con mà update admin sẽ chuẩn bị update vào ngày mai nó sẽ là laser ha. Thì các bạn thấy không, 6:56 nữa thì cái game này nó sẽ update và khoảng rồi khoảng 12 giờ tối tới 1 giờ tối ngày hôm nay nha mấy ông ơi. Đó, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cầm nguyên một cái đội hình laser từ cha, ông, cố, bà, con các kiểu của nó để vô chơi ha. Và bây giờ thì mình sẽ trang bị qua trước mấy ông ơi. Đầu tiên thì chúng ta đã có green laser rồi các bạn. Thôi, bây giờ là mình sẽ bỏ ra hết tất cả mọi thứ xong mình sẽ trang bị những con laser vô nha các bạn ơi. Rồi ha, rồi thì đối với cái con đầu tiên mà của đội hình laser các bạn, đó là cái con laser camera ka. Trời ơi, con này là laser xe, siêu xe laser các bạn. Và con thứ hai á là laser gun camera, là cây súng laser nhưng mà nó thuộc dạng camera. Rồi trang bị vô luôn nè. Đó, rồi ok, nó lắc luôn rồi mấy ông ơi, lắc luôn rồi. Trời ơi, nhấn rồi nó không ăn luôn mấy bạn. Rồi và con thứ ba là laser camera. Trời ơi, con này con bố camera các bạn ơi, con bố mấy con laser luôn mấy ông ơi. Rồi chọn nè. Rồi ok. Và tiếp đến là green laser các bạn à. Mà mình không biết rằng là có thêm một cái tập đoàn laser nào nữa không thì chưa biết. Cho nên là nếu các bạn nào mà biết thì cũng đừng quên bình luận phía bên dưới để mình biết á. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ trải nghiệm qua được cái đội hình laser này để xem nó như thế nào các bạn à. Rồi, và trước khi bắt đầu video này các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên là nhấn đăng ký vì nó miễn phí nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì let's go. Ok các bạn ơi, và mình chưa biết được rồi những con này có thực sự xịn hay không, nhưng mà cứ để xem đây là tính như thế nào tính ha. Rồi thì trong cái đám này thì mình thấy là cái con cha pháo cha laser này là một trong những cái con mà xịn nhất luôn các bạn. Từ đó mình bật tiếng game cho các bạn nghe ha. Rồi ok luôn các bạn ơi, thì đầu tiên á là vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ đặt ra những cái con Santa để chúng ta farm ha. Thì các bạn thấy không, green laser 150, rồi laser gun là 250, còn ka là 300 và con này là 450. Nó không vậy, kiểu nó sắp thứ tự luôn là laser, rồi gun laser, rồi ka laser và bố của laser luôn các bạn. Đó, rồi ok nha các bạn ơi. Thì hôm nay là mình sẽ bắt đầu mình sắp thử ha. Rồi thì ở ba cái quay đầu tiên thì các bạn bỏ qua luôn, thì các bạn đừng có quan tâm gì hết, để cho cái tối ưu được cái lượng tiền để tí nữa các bạn nâng cấp những cái con này lên ha. Và mình không biết rằng là nó có thực sự xịn hay không thì để chúng ta xem như thế nào ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình từ từ. Rồi, bữa ngon quá các bạn ơi, bắt đầu là mạng của mình nó ít bị lắc lại rồi các bạn. Ui, mình cần khoảng 150. Thì tí nữa mình sẽ đặt một cái con green laser ngay khúc này. Mình sẽ đặt một con green laser ngay khúc này để cho nó đẹp nha các bạn. Và nói chung là mình cứ bỏ qua hết những cái con quái này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì hết các bạn thấy không? Máu nó bị mất rất là ít, nó không nhiều nha mấy ông ơi. Rồi bây giờ thì đòi đặt ra nha. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta up dần những cái con Santa lên để chúng ta đặt ra nguyên đại gia đình laser. Và không biết rằng là liệu đại gia đình laser này nó có thể chống trụ nổi Nightmare hay không ha mấy bạn ơi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đặt, ơi từ mình hơi nghi là nó lọt nha. Rồi để mình up lên thử coi. Rồi ok. Thì nói chung là mình sẽ cho con green laser để nó đép đầu trước nha mấy bạn ơi. Đó, thì con green laser này thứ nhất là nó rẻ nè các bạn, thứ hai là đam nó cũng khá là to ha. Rồi đầu thứ ba là mình sẽ đặt ra cái con laser gun camera, đại gia đình laser các bạn à. Ui, tôi thấy bắt đầu nó hơi khó căng căng nha. Thì ông mấy tí nữa mà đặt cái con này, ơi cái con này tính ra chọn bự ha, bự ra thử thôi. Đâu. Mà con này có làm chậm không? Hình như không các bạn ơi. Rồi úp con này lên thử coi. Trời ơi, nó còn ngủ nữa chứ. Má thiệt chứ. Con cứu nội này. Rồi để xem ơi, 300. Rồi, 300 bắn được không? Đâu, ui, bắn con không dính nữa chứ. Cay thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ up cái con green laser này của mình lên để mình thủ ha. Đố với con green... Và là tiền thua luôn các bạn, chơi lại. Ok các bạn ơi, thì bây giờ là ta sẽ chơi lại ha các bạn ơi. Tại vì cái đội hình laser này nó hơi khống xíu là nó không có cái gọi là đam AOE các bạn. Đam AOE có nghĩa là nó không có một cái khả năng mà nó bắn lan. Cho nên là vì thế đây là những cái con mà xét thương đơn thôi. Thì nói chung là mình sẽ cố gắng để mình win những cái game đấu này ha. Đó, thì cứ từ từ đây các bạn ơi. Thì chắc là mình nghĩ là sẽ chở khoảng quay thứ hai hoặc là quay thứ ba. Mình nghĩ là quay thứ hai hoặc ba đi, mình sẽ xây ra cái con green laser để cho tối ưu cái lượng mà xét thương và những cái con mà bị lọt nó ít nhất nha các bạn ơi. Đó, rồi ok, bây giờ thì mình sẽ cố gắng để mình xây ra những cái con Santa TV. Thì lý do vì sao mà mình đặt
cái con Santa TV này ở trên đây. Đó là mình muốn cho những cái con giống như là máy bay Stun nè, rồi thậm chí được là những con click nè, và những cái con nào mà xịt có khả năng Stun đó các bạn. Đó thì nó sẽ có, nó giúp cho một phần là khiến cho những cái con này á, khi mà cái con này nó sẽ đỡ đòn cho những cái con đằng sau nó bắn ha. Thì đó là lý do vì sao mà mình lại xây ở trên rển. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xây con Ray Laser ở đây. Rồi ok là ha. Đó, quá đẹp luôn các bạn. Và xây con Ray Laser để lấy tiền và up thêm một con này ở đây. Và quá đẹp luôn, đúng quay ba luôn ha. Và bạn đã có thể tối ưu hóa được một cái lượng tiền, và thậm chí các bạn có thể đép được cái một lượng máu rất là nhiều luôn các bạn thấy không. Thì mấy con này tới thì chắc là chưa tới khoảng nửa cây đâu mấy bạn à. Rồi thì tiếp đến thì mình sẽ up cái con này lên, và mình up thêm một con này lên. Wow, đẹp luôn các bạn. Đó thì đây là một cách chơi ha các bạn, cách chơi đại Legend Laser ha. Mà bây giờ mà mình nhớ mình không chơi cái kiểu vậy, mà mình chơi theo kiểu giống hồi nãy á, là mình cút các bạn, cút liền. Rồi ok, thì bây giờ là để xem thử xem là liệu là mình có thể chống trụ lại với những cái con này hay không. Thì trước tiên thì mình cũng sẽ tiếp theo thì chúng ta sẽ xây ra một cái con số 3 đi. Con số 3 đi. Rồi ok, con này là 350 tiền các bạn ơi. À, và để xem là liệu con Laser này như thế nào ha. Rồi Laser xanh lá, Laser xanh dương, hai con kích hợp sẽ như thế nào. Và up lên để cho nó thủ luôn nè các bạn ơi. Đó thấy không, up lên để cho nó thủ luôn ha. Thì sau khi mà các bạn thủ xong thì các bạn cũng sẽ có, nói chung là các bạn thủ những con quái này thì các bạn cũng sẽ có tiền để các bạn có thể thủ những cái quay đợt sau và nâng những cái con Santa này lên. Rồi ok, và tiếp theo thì mình sẽ tạo ra cái con Laser camera này nha. Rồi mình sẽ đặt ở ngay khúc này đi và để xem như thế nào đây. Gì vậy? Trời. Cái gì vậy? Trời. Và là này chứ. Rồi up lên thử coi. 250 đam. Ui mình thấy nó hơi ít nhờ. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thêm một con Green Laser ở đây để mình thủ ha. Đó thì nói chung là bây giờ mình sẽ chơi theo cái đội hình của Green Laser các bạn à. Trời ơi các bạn nhìn kìa cái con khủng, cái con quỷ này nhìn buồn cười quá trướng luôn các bạn. Nhìn nè. Nó đẩy mình tưởng nó bắn laser ra hay gì các bạn, nó cứ đẩy vờ là thiệt. Rồi và hiện tại thì mình đã xây được 3 con trong đại gia đình Laser rồi ha. Và không biết rằng cái con cuối cùng thì nó như thế nào. Đó thì cứ để nó xem ha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình cứ up thôi. 1200, cái này là 1500 lận, chưa đủ. Rồi. Rồi ok luôn. Bây giờ thì tôi sẽ để 1500 tiền để tôi up cái con này lên ha. Rồi 1500, rồi up lên luôn để cho nó đép nha các bạn ơi. Đó, thì nói chung là trong cái bộ hình mà đại gia đình Laser này của mình á, nó không có con nào mà nó có thể chống trụ được với cái khả năng mấy con quái này nó rất là mạnh luôn. Đó, vì thế mà mình cần phải có một con nào đó để mình thủ ha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái nào đó mình up thôi. 250 rồi, up con Laser này lên luôn để cho nó đép ha các bạn ơi. Thì nói chung là so sánh với đội đại gia đình Laser thì theo như mình cảm nhận thì cái con Green Laser là một trong những cái con mà nó tối ưu nhất nha mấy ông ơi. Rồi để mình up thử con này coi, up lên thôi. À, up lên thì mới bắn laser kìa. Cái khu quỷ này. Trời đất ơi. Tưởng gì, rồi up con này lên để cho nó gây đam luôn ha. Đó bạn thấy không, up lên thì nó mới chịu bắn laser ha. Còn bình thường á thì nó cũng hơi căng nha mấy ông ơi. Rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm up thêm một cái con này. Ui con này 4000 tiền hả. Rồi up mấy con này để cho nó bắn ha các bạn ơi. Đó thì nói chung là mình sẽ tối ưu hóa một cái lượng tiền khổng lồ để tí nữa mình đặt ra cái con cuối cùng. Thì cái con cuối cùng này nó sẽ gây hơn đam của cái con Green Laser khoảng 5000 đam, nhưng mà để xem như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái con cuối cùng ra, chắc là mình đặt ở đây đi nhờ. Rồi ok. Đù. Oh my god. Rồi up lên luôn các bạn ơi, up lên luôn và để xem. Đù. Nó mạnh vãi nồi luôn các bạn. Các bạn nhìn nè. Oh shit, trời đất ơi. Và đây là đội đại gia đình Laser nha các bạn ơi. Nhưng mà được một cái là mấy con quỷ này nó không có cái khả năng bắn lan mấy ông mà. Cho nên là vì thế nó hơi khó cho tôi một xíu ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ up cái con này lên đi. 2500 ha, 2500 được không ta. 1500 nè. Rồi, cố lên anh em ơi. Rồi đặt thêm cái con này để thủ đam ha. Tôi sẽ cố gắng tôi thủ đến khi nào mà tôi không còn thể thủ được các bạn à. Rồi ok ha. Đồ. Ơi mạnh luôn, giỡn hoài. Thì nói chung là tôi sẽ cố gắng tôi đép đến cái mức mà tôi không thể nào đép được nữa ha mấy ông ơi. Rồi con này là 1000 hả, up luôn nè. Rồi ok. Đó bạn thấy không, 60 mấy ngàn máu nhưng mà nó cũng sẽ có thể chết thôi các bạn. Bởi vì cái đội hình Laser này của tôi rất là mạnh luôn các ông à. Đó gào. Sao mà đỡ được, vừa solo nè, vừa mạnh đam còn to, nó khó lắm các bạn. Rồi up lên luôn nè. Đó con này sẽ là sao. Đồ, nó đỡ choáng luôn các bạn, ghê vậy, đỡ cái choáng luôn à. Rồi bây giờ thì mấy này sao đỡ nổi nguyên cái tia laser khủng lồ khủng bá sự bá lửa của tôi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đặt thêm một cái con này ha. Đó rồi ok luôn.
quá là xá là đã luôn à. Rồi tìm nhiều tiếp theo của mình thì mình vẫn up những cái con này lên thôi mấy bạn ơi. 800 này, 1500 hả? Rồi thì để xem thử là quy một cái đội hình laser này nó có khả năng nó sẽ đi từ tới quay mấy nha các bạn. Rồi để xem ha, rồi mình sẽ up cái con này lên luôn và lấy được cái lượng đam mà khủng lồ ha. Thì hiện tại là mình chỉ đi một mình thôi các bạn ơi, cho nên là nó cũng hơi khó cho mình một chút. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng ha. Con này là cần 4.000 tiền. Rồi, tiếp theo là cứ up những cái con Santa để mình kiếm tiền chút đi. Tại vì những cái con này mình chưa có vấn đề gì hết nha, mình không cần phải lo. Mà mình theo như mình đánh giá nha, những cái con laser này các bạn, cái tầm đánh nó rất là cao luôn các bạn. Đó, các bạn cứ để ý đi, tầm đánh nó siêu cao luôn nè. Rồi, up lên luôn nè. Rồi 3.000 tiền chưa đủ. Rồi up cái con này lên để lấy đam luôn ha. Rồi và bắt đầu là những cái con boss mà 400.000 máu nó xuất hiện rồi. Và không biết được rằng liệu cái đội hình laser này nó có thực sự là nó chống trụ lại hay không. Thì bây giờ mình sẽ xây ha. Mình sẽ xây mình để mệt đây, thấy không? Đó các bạn thấy không? Nhớ con Santa này nó sẽ đỡ được cái con máy bay nha. Trời ơi, làm sao mà đỡ được. Tôi là trong đầu tôi tính toán hết rồi. Rồi ok, xong cái con này là mình sẽ bắt đầu mình có tiền mình up cái con real laser này lên nha. Từ từ. Cho tiền nè anh em ơi. Cho tiền up đi anh em ơi. Rồi, bùm. Rồi, ngon luôn, quá là ngon ha. Và tôi đã có được một con full rồi. 3.000 tiền, ui mấy quỷ này nó sự tôi nó làm ngủ khó chịu thì chứ mấy ông ơi. Rồi ok, bây giờ thì 5.000 chết. Cố lên em ơi, hay. Quá được luôn, quá hay. Rồi, thêm một con ngay khúc này đi. Rồi up lên luôn nè. Rồi ok. Tích tới ô được lượng đam chứ nhờ. Chết rồi. Chắc tôi phải bỏ auto skip thôi các bạn ơi. Tôi phải bỏ auto skip thôi. Không ổn rồi. Rồi. Ok luôn ha. Mình sẽ bỏ auto skip để mình có thể trụ ha các bạn ơi. Ôi mà sao tôi cảm giác như là bắt đầu mấy con này nó bị mất máu. À chắc là cái con green laser này nó bắn mấy ông ơi. Đó nó sẽ bắn những cái con này để cho nó slow những cái con xịn xịn xíu ha. Rồi 2.000 tiền. Rồi up lên luôn nè. Để tối ưu hóa lượng tiền ha. Và đây chính là đội hình laser của mình nha các bạn ơi. Đừng có quái mà chạy nước miếng nha. Đó, quy một cái đội hình laser như thế này mà mấy ông lại hả chê thì nói thiệt là không còn lời gì để nói rồi. Đó, quá đỉnh luôn ha. Rồi, các bạn thấy không, mấy chục ngàn máu cũng hả easily với tôi thôi. Rồi 3.000 nè, up lên luôn nè. Rồi, bây giờ tôi sẽ xây thêm một con ôi, ở đây được nè. Rồi, ok luôn. Và bây giờ thì hiện tại là mình đã đạt được tới quay 23 trong vòng 8 phút. Ui tính ra là ngon phết chứ đùa. Bây giờ thì mình sẽ để tìm up cái con này để cho nó slow những cái con mà mạnh mạnh xíu ở đây. Rồi khi mà nó tới đây thì nó sẽ là thua ha mấy ông ơi. Rồi ok, mày ngủ hả trời, mấy quỷ này nó ngủ hoài rồi các bạn. Rồi ok luôn, con này là 1.500 tiền. Rồi, đội hình laser siêu cấp VIP Pro của Quân R 1.500 up lên luôn nè, đó. Các bạn thấy không, 300 mấy chục ngàn máu thì nó chỉ là tôm là tép thôi các bạn, skip luôn ha. Rồi ok, 300.000 tiền. Thì bây giờ là đối với cái con Ginh đâu rồi, cái con này là cái con Ginh nào mình sẽ up lên luôn. Nói chung là mình sẽ up nguyên đại gia đình laser luôn nha các bạn ơi. Đó, màu xanh, màu đỏ mà còn hai màu xanh luôn các bạn. Rồi các bạn thấy không, go. Đó, đại gia đình laser siêu cấp VIP Pro. Thì đối với cái con này các bạn, lắc laser, con cha của cái laser các bạn, nó không có một cái khả năng là nó làm chậm. Đó, vì thế mà mình không đánh giá cao vì nó nha các bạn. Thì đối với những cái con nào mà theo như mình thấy được là tối ưu hóa nhất, chỉ có một con là green laser. Tại vì con green laser này nó có khả năng vừa làm chậm, đam vừa to và thậm chí là cái tầm đánh nó rất là cao luôn các bạn thấy không? Mình đặt ở đây mà nó bắn tận ra đây luôn là các bạn thấy là cái tầm đánh nó rất là cao luôn. Đó, rồi ok. Và bây giờ thì con này là 150.000 máu thì nó cũng là tôm là tép thôi mấy ông ơi các bạn thấy không? Mấy ông thấy không? Mấy ông thấy đội hình laser của tôi chưa? Rồi ơi, rồi tôi auto skip luôn, tôi chơi tiếp. Rồi ok, và mục tiêu của mình thì mình vẫn up những cái con Santa để lên một cái cấp độ cao nhất nha các bạn ơi. Rồi quỷ nãy vô nó đó, rồi tuôn cái con quỷ này của tôi. Trời đất ơi, khốn lặng thiệt chứ. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đặt thêm những cái con này nha. Rồi đặt ở ngay khúc này đi từ từ. Đây. Ok la luôn. Đó, đội hình siêu cấp VIP Pro ha. Rồi để tôi có thể rỉ được mấy con máy bay này thì tôi mới bắt đầu tôi up. 5.000 tiền thì full. Rồi bỏ đi và ớt con này lên luôn. Rồi, tất cả đã full rồi ha. Khá ngon. Và để xem coi các bạn thấy không, máu nó rút kìa các bạn. Đó, rồi tôi sẽ đặt thêm một con ở đây và tôi up lên luôn cho nó lấy đam nha mấy bạn ơi. Nói chung là bây giờ chúng ta cần đam ha. Và chúng ta sẽ không auto skip nữa các bạn. Auto skip là nãy giờ thua rồi đó mấy ông ơi.
Tại vì mấy con này nó rất là mạnh luôn các bạn, nó trâu quá. Mà mấy cái đội hình laser này nó không có kill AOE, nó chỉ bắn các thương đơn thôi. Đó, nhưng mà được một cái là những cái con này nó đánh, nó bắn khá là lẹ luôn các bạn. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ khó được khó để lọt. Và tôi sẽ tối ưu hóa lượng đam của tất cả các con tôi up liên tục luôn ha. Rồi ok, bây giờ thì để ly xong cái khúc này rồi mình bắt đầu mình sẽ skip tiếp chứ không là thua. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè. Đó các bạn thấy, mấy bạn thấy thấy nó rớp máu không? Cái con quỷ này nè, 500.000 máu mà nó rớp máu liên tục luôn các bạn. Ôi ôi. Đội hình laser như thế này thì quá khủng bố rồi mấy bạn. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ ơi cái con này là mình chưa nâng full luôn nè. Ờ 2000. Rồi ok các bạn thấy không? Nó bắn xa đến độ mà 50 cái tầm đánh luôn các bạn. Nhưng mà lý do vì sao mà những cái con laser này mà nó không được ưa chuộng đó các bạn, đó là nó không có một cái khả năng làm chậm. Và thậm chí được rằng là nó rất là mắc tiền. Nó ít ba cái con green laser và đam nó thì nó to hơn chút xíu thôi các bạn ơi. Đó cho nên là mình không khuyến khích mấy bạn dùng cái con này để các bạn đi lem nem hoặc là bất kỳ chế độ vô hạn nào đó ha. Nói chung các bạn cứ sử dụng cái con green laser vẫn là ok. Còn trong video này là mình làm đại gia đình laser, vì thế mà mình mới sử dụng mấy con này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ up đây 5.000 hả? Rồi up lên luôn nè. Rồi con này 2.500 nè. Rồi cho nó full luôn đi các bạn ơi. Đó, con này full thì đam nó sẽ rơi vào khoảng 1.400-0.2 giây thì nó cũng khá là ok. Rồi bây giờ thì để mình up hết luôn rồi mình bắt đầu mình auto skip nha. Rồi để xem thử ha. Nếu như mình không auto skip á thì mình nghĩ là mình vẫn có thể ăn được các bạn. Nhưng mà cái thời lượng video nó rất là dài luôn mấy ông mà. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi auto skip luôn thử các bạn, coi là mình có cái khả năng mình vượt được thử hay không với cái đội hình đại gia đình laser ha. Rồi ok, thì bây giờ tí nữa mình bán luôn cái con green laser này các bạn ơi. 2.000 full rồi, ok luôn, full hết luôn rồi đó các bạn thấy không, siêu cấp VIP Pro laser siêu cấp luôn. Rồi up lên 5.000 luôn đó, lấy tầm bắn các ông ơi, up lên 5.000 lấy tầm bắn, up lên luôn nè. Trời ơi, trời ơi, đại gia đình laser này của tôi siêu cấp quá, VIP Pro luôn các bạn. 5.000 máu chết không? Trời, tôi đang sợ là nó lọt các bạn ơi. Auto skip này nó hơi căng nha. Đó, cái này mà skip nữa là thua chắc luôn nè. Ừ, skip nữa là thua chắc luôn nè mấy ông. Rồi, để xem thử. 2.500 nè, up lên luôn nè, 2.500 nè. Rồi, sao đây? Hello. Sao mà lọt được green laser quá trời, sao mà lọt được các bạn? Rồi, skip luôn nè. Rồi, up con này lên 4 luôn ha. Up con nó lên 4 luôn ha. Và con này mình up lên luôn, rồi mát luôn rồi nha. Mà cái con này thì cái tầm đánh nó khoảng có 30 rồi các bạn, nó hơi thấp xíu ha. Nhưng mà không sao. Rồi ok. Trời ơi, còn cái khả năng tàn hình nữa các bạn, thấy không? Làm sao mà đỡ được qua được cái đội hình laser này của tôi nha, khó lắm mấy ông ơi. Bây giờ thì chúng ta đã có những rất là nhiều con mát nè. Rồi con này mát luôn nè. Rồi mát hết luôn rồi mấy ông ơi, mát hết luôn rồi. Con green laser này thì chắc là mình sẽ bán để mình xây thêm một cái con này ha. Để mình xem thử coi. Chắc là mình nghĩ là mình đã đặt ở đây và nó sẽ tối ưu được một cái lượng vòng tròn của nó để nó bắn nha mấy bạn ơi. Đó. Rồi. Đội hình siêu cấp laser của tôi đâu rồi? Lên luôn anh em ơi. Let's go. Rồi, từ từ nha. Tôi sẽ cần có một cái con green laser ở ngay khúc này để cho nó làm chậm các bạn à. Và hiện tại thì mình đã đi được tới quay 34. Oh my god. Sao mà đỡ được các bạn, hơi bị VIP Pro. Mà những cái con quái này nó bắt đầu nó tăng lên khoảng 600.000 máu rồi mấy ông ơi. Đây các bạn thấy không, đội hình laser của tôi các bạn à. Sao mà đỡ được, rồi đỡ đi, sao thắng được. Làm chậm rồi tùm lum tá lả ở đây hết thì sao mà thắng được. Trời ơi. Thì bây giờ là mình đang suy nghĩ rằng là liệu mình có nên bán bất kỳ một con nào đó hay không ha. Và hiện tại thì những cái con laser của mình nó đã full hết rồi. Ôi con này chưa full. Rồi ok luôn. Lên luôn. Skip luôn. Let's go. Thì bây giờ mình sẽ để thêm khoảng vài round nữa. Mình phải bắt đầu mình bán hết những cái con Santa này để mình xây những cái con laser này ha. Đó. Rồi. Thì chắc là mình để con green laser này nó hơi bị sukana xíu mấy bạn. Nhưng mà không sao. Nó sẽ có khả năng nó slow những cái con nhiều máu nhất để cho cái hàng laser này của mình đằng sau nó bắn nha mấy bạn ơi. Rồi. Thì bây giờ là mình có nên skip nó không nha. Skip mà thua một cái là bú luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta skip thôi. Chúng ta skip và chúng ta xây ra những cái con này tiếp thôi. Rồi ok, đó thấy không. Cứ xây thôi mấy bạn, không có vấn đề hết ha. Để cho nó lấy đam nhiều nhất có thể các bạn à. Rồi ok, làm sao mà đỡ được các bạn thấy không. Trời ơi, máu nó rút kìa. Oh my god, máu nó rút kìa các bạn. Vài cái nồi mấy bạn ơi. Trời ơi, đại gia đình laser của tôi luôn mấy bạn à.
không ai có thể cản bước được quân Giam Minh nè mấy ông ơi. Nhưng mà tôi không dám chơi auto skip, đó là lý do vì sao như vậy ha. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tôi tua qua khúc này để cho mấy ông xem là có thể thắng được cái chế độ Nightmare hay không nha các bạn ơi. Ok. Khoai nha, lọt rồi anh em ơi, không ổn rồi, lọt rồi. Từ từ, để mình xem coi lọt nổi không. Rồi, nó ngủ nhiều quá bạn ơi, Cố lên, em ơi, chết rồi, không ổn rồi, nó stun rồi, nó ngủ rồi, nó bắn tên lửa, tâm lum ta lạ hết. Rồi, ok, được không, má ơi, từ, let's go, cái con này nè, đánh cái con này nè, ừ, đúng rồi. Từ, con này tầm sai không, ngon, rồi, không lọt rồi. Oh my goodness, quá đã luôn mấy ông ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt cái con ray laser vào đây cho nó bắn xa xa xíu ha. Rồi ok, bán luôn con này và đặt ở ngay đây để cho nó lấy đam mấy bạn ơi. Hên quá mấy bạn ơi. Rồi ok. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đã đi được tới quay 40 rồi nha mấy bạn. À, các bạn nhìn thấy được cái đội hình ray laser của tôi chưa? Cái ông khoái liền, khoái chảy nước miếng liền các bạn. Rồi ok nè các bạn thấy không? Những tia ánh sáng đồng đều như thế này thì trời ơi, bố thiên hạ rồi các bạn, bố thiên hạ rồi ha. Đó, rồi sao đỡ được, hồi nãy là do một số loại kỹ thuật thôi, còn bây giờ nó khó loại kỹ thuật lắm. Quay 40 rồi nha. Khoái liền, khoái mà chảy nước miếng liền, sao mà đỡ được đúng không? Thì bây giờ tôi chắc là tôi bán luôn cái con green laser và tôi đặt ở đây và tôi xây ra cho nó đoán ha. Đó, như vậy là hợp lý nhất nha mấy bạn ơi. Rồi ok, quay 40 thì nó cũng sẽ hơi căng một chút xíu ha. Rồi, sao đây, trời ơi, 600-700 ngàn máu thì cũng chết thôi. Rồi, 1.3 triệu máu, 1.3 triệu máu. Good, trời ơi, quá dễ các bạn, 1.3 triệu máu là quá dễ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tu tiếp ha các bạn ơi, ok. Let's go. Cuối cùng thì mình cũng đã đạt được quay 50 với đội hình Green Laser và 27 phút rồi nha các bạn ơi. Và đây sẽ là trận chiến cuối cùng nha. Và bây giờ thì mình sẽ triệt để những cái con Green Laser này các bạn ơi. Đó, cho nó last đi. Cho nó bắn những cái con và nó làm chậm để cho những con này nó bắn nha mấy bạn ơi. Đó, rồi ok luôn. Và để xem 2.5 triệu máu. Oh my god. Rồi, liệu mình có thể chiến thắng được cái trận đấu này trong vòng 20 mấy phút hay không? Thì để xem thử nha mấy ông ơi. Rồi, ok. Rồi, hơi căng. Bây giờ mình sẽ đặt thêm một con cái này để cho nó solo nha, để cho nó solo mình sẽ tối ưu hóa được cái lượng tiền của mình nha. Rồi ok các bạn ơi, let's go. Rồi, bán luôn các bạn, bán luôn. Và xây con này ra luôn. Rồi, sao đây? Sức mạnh của đội hình laser, let's go. Rồi ơi, trời ơi các bạn ơi, tôi là người cầm mấy con laser chiến thắng được Nightmare trong vòng 20 mấy phút các bạn à. Oh my god. Rồi ok luôn các bạn, và gần 30 phút đồng hồ nãy giờ là mình tua cho các bạn xem ấy. Rồi và trước khi kết thúc video này, các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên là những đăng ký video miễn phí nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video này 1 ngày tốt lành. Nếu các bạn có bất kỳ một cái thử thách nào cũng đừng quên bình luận phía bên dưới cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và chào, mình là Quân R nha các bạn.